10 cách để thay đổi tư duy kiếm tiền của bạn một cách tích cực. Có thể bạn đã từng nghe đến những niềm tin hạn chế về tiền bạc như tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa, hoặc người giàu tham lam. Tin hay không thì tùy, cách bạn nghĩ và cảm nhận về tiền đóng một vai trò rất lớn trong các quyết định bạn đưa ra và cách bạn nhìn nhận về tiền. Nếu bạn tin rằng tiền là xấu xa và người giàu tham lam, thì làm sao bạn có thể tự mình trở nên giàu có? Bạn không thể. Nhưng tiền không phải là vấn đề ở đây. Đó cũng không phải là vấn đề mà bạn đang gặp phải. Khi tất cả đã hoàn thành, vấn đề là tâm trí của bạn, niềm tin của bạn, tư duy của bạn là thứ mang lại tiền bạc hoặc bất cứ thứ gì khác trong cuộc sống. Theo thời gian, một số người phát triển một hệ thống niềm tin tiền bạc không lành mạnh, và những suy nghĩ không lành mạnh đó thực sự có thể làm suy giảm khả năng làm giàu của họ. Dưới đây là những gì bạn cần biết về cách bạn có thể nhận thức được những niềm tin hạn chế, không ủng hộ của bạn liên quan đến sự giàu có và tiền bạc, và thay đổi chúng thành những niềm tin ủng hộ. Hãy bắt đầu viết lại câu chuyện kiếm tiền của bạn ngay bây giờ. Tư duy kiếm tiền là gì? Tư duy tiền bạc là niềm tin và thái độ cá nhân của bạn đối với tiền bạc. Nó có thể ảnh hưởng đến cách bạn tiết kiệm, chi tiêu và xử lý tiền. Một người có tư duy tích cực về tiền bạc có những niềm tin như: tôi không cần phải so sánh mình với người khác. Tôi thích giúp đỡ người khác. Tôi có quyền tự do chi tiêu, nhưng tôi không cần phải làm vậy. Có thể đạt được mục tiêu tài chính của tôi. Suy nghĩ về tiền bạc của bạn không chỉ tập trung vào ví tiền của bạn, mà nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các phần của cuộc sống của bạn, bao gồm sức khỏe tinh thần, gia đình, công việc, tình bạn và các mối quan hệ của bạn. Lợi ích của việc có một tư duy tích cực về tiền bạc là gì? Khi bạn có một suy nghĩ tích cực về tiền bạc, bạn tìm kiếm cơ hội thay vì nhìn thấy những rào cản, nhận ra rằng mọi tình huống tài chính đều có thể khắc phục được, xem giá trị của việc yêu cầu giúp đỡ, chấp nhận rằng các bước nhỏ sẽ tăng thêm tiến độ, chuyển sự chú ý của bạn khỏi những gì sai và tập trung vào các cơ hội thành công, xác định hành động và kết quả của bạn khi quản lý tiền. Làm cách nào để tôi có thể thay đổi tư duy về tiền của mình? 1. Quên những gì bạn đã học. Rất có thể khi lớn lên, bạn đã học được những điều về tiền bạc đã gắn bó với bạn suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ bạn đang chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, những ý tưởng đó cần được cập nhật nghiêm túc. Để thay đổi tư duy kiếm tiền, bạn cần sẵn sàng thừa nhận lỗi và sẵn sàng thay thế những ý tưởng và giá trị sai lầm mà bạn gắn liền với tiền bạc. Nếu bạn không sẵn sàng từ bỏ những giả định hạn chế mà bạn có, bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển vượt qua chúng. 2. Bỏ qua sai lầm của bạn. Sai lầm dẫn đến thành công nếu bạn sẵn sàng học hỏi từ chúng. Hầu hết chúng ta đã học được những bài học lớn từ những sai lầm của mình. Chúng ta ngã xuống và sau đó chúng ta tự đứng dậy và thử lại. Thật không may, khả năng phục hồi đó không phải lúc nào cũng xảy ra với tiền bạc. Khi liên quan đến tiền bạc, rất nhiều người có thói quen xấu là để sai lầm hoàn toàn ngăn cản họ. Bởi vì họ đã phạm sai lầm tài chính một lần, họ không còn cho phép mình làm bất cứ điều gì liên quan đến nó nữa. Nhưng đó là cách nghĩ sai về cuộc sống và chắc chắn là cách nghĩ sai về tiền bạc của bạn. Nếu bạn bỏ cuộc mỗi khi bạn mắc lỗi, bạn sẽ không tốt nghiệp trường học, học cách đi lại, nói chuyện hay trở thành con người như bạn. Chúng ta mắc sai lầm, nhưng chúng không nên ngăn cản chúng ta hoặc xác định chúng ta là ai. 3. Loại bỏ tư duy khan hiếm của bạn. Tư duy khan hiếm là một ý tưởng rằng không bao giờ có đủ. Bất kể bạn làm gì, cho dù bạn cố gắng thế nào, bạn vẫn sẽ không có đủ. Bạn nhìn thấy những thứ bạn muốn có, nhưng sau đó bạn từ bỏ vì bạn cho rằng bạn không thể có đủ phương tiện để có được những thứ đó. Điều này có thể khiến bạn ghen tị với người khác, gây lo lắng, tăng căng thẳng và khiến cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ để sống. Thay vì có những suy nghĩ của bạn dẫn đến hành động của bạn đến từ một nơi khan hiếm, những suy nghĩ của bạn cần phải đến từ một nơi dồi dào. Tư duy khan hiếm tin rằng bạn sẽ luôn thiếu. Tư duy dồi dào tin rằng bạn có đủ và có đủ để đi xung quanh. Nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng. Có một tư duy dồi dào về tiền bạc mang lại cho bạn sức mạnh để hành động tự do và dũng cảm với cuộc sống của mình. 4. Hãy tự tin. Suy nghĩ về tiền của bạn có thể thay đổi cách bạn nghĩ về bản thân. Bạn có một ý tưởng về giá trị của bạn và bạn xứng đáng được bao nhiêu. Con số đó, cho dù nó có thể là gì, trực tiếp đóng góp vào mức độ tự tin của bạn. Đừng bao giờ bán rẻ bản thân. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để nhắc nhở bản thân về điều đó và sống với nó mỗi ngày trong đời. Bạn có giá trị, và bạn có giá trị, tự tin có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về bản thân và cách nhà tuyển dụng nhìn nhận bạn, đồng thời có thể mở ra những cánh cửa trước đây đã đóng lại đối với bạn. Hãy tin vào bản thân và biết rằng bạn có thứ
mà không ai khác trên thế giới này làm được. 5. Không so sánh. Con đường dẫn đến thành công của bạn khác với những người khác. Đừng lãng phí thời gian của bạn để so sánh bạn với người khác. Với sự cập nhật liên tục của mạng xã hội và Internet, thật dễ dàng bị cuốn hút vào việc so sánh. Chúng ta không chỉ tự lấn át bản thân khi cố gắng so sánh mình với những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên Internet, mà thậm chí chúng ta có thể so sánh mình với bạn bè, thành viên gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp. Chúng ta hiếm khi so sánh bản thân với vị trí của chúng ta một năm trước để xem sự phát triển thực tế của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có xu hướng so sánh mình với những người nổi tiếng, những người siêu giàu hoặc những người vượt xa chúng ta. Điều này tạo ra những kỳ vọng không thực tế và dẫn đến thất vọng. So sánh làm mất đi sự tập trung vào sự thành công và phát triển của chính bạn. Không ngừng cố gắng so sánh thành công của bạn với những người xung quanh là một việc làm lãng phí thời gian và không bao giờ đáng làm. 6. Tin vào thành công. Bạn có sức mạnh để tạo nên thành công của chính mình. Nếu bạn đặt công việc và thời gian, cuộc sống của bạn có thể tốt hơn bây giờ. Sân chơi không bình đẳng. Một số người có cách thiết lập thành công dễ dàng hơn nhiều và thậm chí có thể cảm thấy như một số người xung quanh bạn đã giao thành công cho họ. Nhưng thành công của họ không lấy đi của bạn. Nếu bạn là một trong những người gặp trở ngại lớn hơn những người khác, điều đó không có nghĩa là không thể. Mọi người đều có thể tìm thấy thành công. Cách dễ nhất để chỉ tìm thấy thất bại là đừng bao giờ tin rằng có cơ hội thành công. 7. Hãy giả vờ cho đến khi bạn thực sự làm được. Thay đổi suy nghĩ của bạn về tiền bạc sẽ cảm thấy không tự nhiên. Bạn sẽ cảm thấy như bạn đang đi ngược lại những thói quen và truyền thống nhiều năm, và thay đổi tất cả chúng cùng một lúc. Khi bạn gặp khó khăn trong việc sống theo tư duy kiếm tiền mới, đừng quay lại những thói quen xấu cũ của bạn. Hãy giả vờ cho đến khi bạn thực sự làm được. Thông qua sự lặp lại và thời gian, bạn sẽ thay đổi con người của mình và cải thiện mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Nhưng cần có thời gian. Nó giống như học cách viết bằng tay sai. Ban đầu, nó sẽ là những nét vẽ nguệch ngoạc. Nó sẽ rất khó xử và đau đớn, nhưng bộ não của bạn thật tuyệt vời và sẽ học cách thích nghi nếu bạn tiếp tục thúc đẩy nó. Nếu bạn tiếp tục và luyện tập, bạn sẽ học được cách viết bằng tay sai của mình. Theo cách đó, bạn phải liên tục đầu tư vào việc thay đổi tư duy về tiền bạc của mình. Khi bạn đang gặp khó khăn, hãy duy trì nó và tiếp tục thúc đẩy để trở nên tốt hơn. 8. Đặt mục tiêu. Mục tiêu của bạn phải phản ánh con người bạn muốn trở thành chứ không phải bạn hiện tại. Đặt mục tiêu dễ dàng có thể cảm thấy tuyệt vời, nhưng bạn chỉ đang giới hạn bản thân. Khi bạn tạo ra các mục tiêu cơ bản, bạn đang không đạt được tiềm năng thực sự của mình. Thay vì đặt mục tiêu với bản thân hiện tại, hãy đặt mục tiêu cho bản thân trong tương lai. Bạn có thể không mắc nợ, kiếm được số tiền bạn muốn hoặc có công việc mơ ước, nhưng con người bạn trong tương lai là như vậy. Mục tiêu giúp bạn bắt đầu đến gần hơn với con người tương lai của mình. Bằng cách vươn mình và cố gắng vì những ước mơ lớn nhất mà bạn có, bạn cho mình không gian để phát triển và cải thiện. Khi bạn giới hạn bản thân với những mục tiêu nhỏ và thiển cận, bạn sẽ tự giới hạn tiềm năng và sự phát triển của mình. 9. Dự án tri ân. Hãy biết ơn những gì bạn có. Ngay cả trong thời gian khó khăn, hãy thể hiện sự cảm ơn. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và bạn nghĩ rằng không có gì hơn là có thể xảy ra sai lầm, và điều đó xảy ra, bạn không muốn biết ơn. Bạn muốn ngồi xuống và phàn nàn về mọi thứ khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, phàn nàn về việc bị mắc kẹt trong buồn sẽ không bao giờ giúp bạn thoát ra khỏi buồn. Bắt đầu với những phần nhỏ của lòng biết ơn. Mỗi ngày tìm thấy một điều bạn biết ơn. Những ngày đầu tiên bạn làm điều này, bạn thậm chí có thể phải chọn những thứ tương tự. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ bắt đầu thấy ngày càng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn biết ơn. Và thay vì bị mắc kẹt trong các điều kiện của mình, bạn sẽ vượt lên trên chúng và cải thiện cuộc sống của mình. Khi bạn bắt đầu tập trung vào điều tích cực, những thứ có vẻ tiêu cực sẽ bắt đầu mất dần đi. 10. Cam kết với những gì bạn muốn. Thay đổi cần có thời gian. Hãy vững vàng trong ước muốn của bạn. Hãy hoàn toàn cam kết với mục tiêu và ước mơ của bạn. Bạn có thể dễ dàng bỏ cuộc nếu không thấy kết quả ngay lập tức, hoặc nếu bạn từng bước nhầm. Thay vì từ bỏ, bạn phải theo kịp những gì bạn biết sẽ hiệu quả, và bạn sẽ thấy kết quả theo thời gian. Một phần quan trọng của việc cam kết với những gì bạn muốn là không nhìn lại quá khứ. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang không thoải mái ngay bây giờ, nhưng không có lý do gì bạn nên quay lại cách suy nghĩ cũ của mình. Thay vì nán lại những gì đã từng có, hãy tập trung vào những gì có thể có và nơi bạn đang hướng tới. Tôi nên nghĩ về tiền như thế nào? Có niềm tin tích cực về tiền bạc. Tiền của bạn nên tập trung vào trải nghiệm chứ không phải tài sản.
Thay vì nghĩ về những gì bạn có thể mua hoặc nhận được bằng tiền của mình, thay vào đó hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm với nó. Những kỷ niệm và trải nghiệm bạn có thể có với số tiền chi tiêu hợp lý quan trọng và làm giàu cuộc sống hơn nhiều so với việc sở hữu một ngôi nhà lớn hơn hay một chiếc xe sang trọng hơn. Mục tiêu của bạn với tiền không bao giờ nên là làm giàu. Bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được nó. Bất kể bạn có bao nhiêu trong tài khoản ngân hàng, bạn sẽ luôn muốn nhiều hơn nữa. Sẽ luôn có nhiều hơn để kiếm, chi tiêu hoặc tiết kiệm, và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đầy đủ. Vai trò của tiền không phải là giúp bạn trở nên giàu có. Tiền ở đó để giúp bạn sống một cuộc sống mà bạn muốn. Tại sao việc có một tư duy tích cực về tiền lại quan trọng? Hầu hết mọi người đều bị giới hạn bởi niềm tin của họ. Một số niềm tin có thể có ý thức, nhưng hầu hết chúng là niềm tin tiềm thức và nền tảng mà bạn đã có từ khi còn nhỏ. Một tư duy tích cực về tiền bạc sẽ chống lại những niềm tin đó và thay đổi cách bạn nhìn nhận về tiền bạc. Bằng cách thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền, bạn trao quyền cho bản thân để sử dụng nó để đạt được mục tiêu của mình, thay vì trở thành nô lệ cho niềm tin của bạn. Khi mối quan hệ của bạn với tiền bạc thay đổi, thực tế của bạn cũng sẽ biến đổi theo. Thay đổi suy nghĩ của bạn, thay đổi cuộc sống của bạn.